Đây có con cái nữa cô chú anh chị. Rồi vô nữa cô chú anh chị, vô nữa rồi, vô nữa rồi. Trời ơi. Con đào này cô chú anh chị. Đã chưa? Suối. Thì nó đổ xuống rồi cô chú anh chị. Like xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Bữa nay like tiếp tục thăm mấy trộn nữa cô chú anh chị. Thì trước khi xem đồ nghề đó, cho like xin nói lời cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng like trong suốt thời gian qua. Like chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Kêu rằng gọi là chào Nhật Bản đó cô chú anh chị. Còn đây là đồ nghề của like. Đồ nghề của like đây là một cái lòng đựng chuột của chú anh chị. Cái vỏ sắt này thì đựng cơm. Còn bên đây thì đựng chuối thôi chứ ngoài ra cũng có gì khác. Cái bên này là không có đem bể xi cua cô chú anh chị. Bữa nay chỉ thú lưới đựng đây thôi. Thì coi cái nào dễ dở đó là lấy là bẫy xi cua luôn cô chú anh chị. Thì cho lại xin mời cô chú anh chị và các bạn vô thăm cái bẫy đầu tiên. Thăm cái bẫy đầu tiên luôn cô chú anh chị. Bẫy này cũng mới dời nền. Dính con gì trời. Thôi rồi dính chuột. Chút cơm. Uống mềm không? Để lại bỏ vô đây chia sẻ của chú anh chị xem. Gà gần cái gì của chú anh chị? Gà gần cục tắc hay gì? Cái này bữa nay không dính lại cuốn đi cô chú chị. Lại là thăm mà cử gọi rồi Trung Quốc à. Chắc ở đây không có tròn. Mới đặt mà không dính con gì chứ. Sập dính gì trời. Không thấy gì luôn. Gì vậy? Thừa dính chuột nữa. Vô chuột cũng nhâm của chú anh chị ơi. Ba cái là ba em. Rồi bữa nay mưa chắc ba cái ngày hút chuột quá. Cái này là cái này cũng mới giờ nè. Trời ơi, chết luôn trời. Khùng quá. Rồi cái bẫy nó ngon gì mà chết luôn mới đau chứ. Trong đây im hết biết luôn của chú anh chị. Mình không phải nói chồng heo nó đào tản thần luôn. Mà không biết bày số quan nào mà vô đây không đặt được luôn. Nó đào nè cô chú anh chị. Mới đào đùm hôm luôn. Thôi rồi đào nát hết trơn. Hết biết cô chú anh chị ơi. Banh hết trơn cả một khu vực vậy nè. Có cái lượng cái đường lai chung của cô chú anh chị. Lai chung cái mòn. Cái đường này ít đã vô lắm mà tại vì bầy chó hoang cô chú anh chị. Bầy chó hoang người ta nó vô đây nè. Bởi vì mấy lai đặt không được. Tức thiệt chứ. Để sáng này lội vô coi thử hết biết dấu đầu rồi. Đây là con cái nữa cô chú anh chị. Rồi vô nữa cô chú anh chị, vô nữa rồi, vô nữa rồi. Trời ơi. Con đào này cô chú anh chị. Đã chưa? Bơi cũng là cái bẫy luôn trời.
hết biết rồi. Chưa có cái cảnh tượng nào sướng như cảnh tượng này của chú anh chị. Cái này là làm hai em một điểm luôn rồi, một chỗ luôn. Coi đào cái bẫy lai nè, không còn gì chứ. Quá đã, quá đã của chú anh chị. Đó, hết biết luôn nè. Làm bộ làm không thấy lai đó nha. Xem gì mà sướng sướng này của chú anh chị. Đó, không giữ không? Ghê chưa? Nè nè nè. Đó. Đây là bà kéo nó ra thử được nhiều, còn lại được nhiều. À, con này chắc cỡ khoảng cả ký của chú anh chị. Ký á. Chồng chồng trắng của chú anh chị, chồng này chồng trắng không tới ký quá, cả ký, cả ký của chú anh chị phải chơi rồi. Quả đã mà. Chào cả nhà luôn đi em. Chào cả nhà. Lấy giờ lấy chồng để đây nè, để trên chỗ đó bắt cho được cảnh đẹp đẹp chút. Em anh bắt đi, em quay chút. Thì em lấy để đó đi, anh bắt xách chồng ra ngoài. Cắn à, con này không dữ lắm. Anh nào nắm sao nó cắn, nắm cái đuôi cái xách lên dựng chạy luôn. Bỗng nhìn xách mèo chạy luôn. Còn cả ký à. Tròn trắng của chú anh chị. Bự hơn, bự hơn. Cái này chắc tròn trắng. Rồi để dưới này anh bắt ra. Ở đây của chú anh chị tròn nhóc chơi mà chói lắm, đặt không được. Lại chỗ này bắt luôn. Để đứng này anh bắt cho. Đứng đi. Cái gì bỏ vô. Nhanh nhanh đi để người ta thấy. Xem nó xuống xuống rồi cả nhà. Vô rồi cả nhà ơi. Vô rồi cả nhà. Mừng quá cả nhà ơi, tại vì gài bẫy này nè. Đi bẫy xa lắm, cả trăm cây số lần cả nhà. Bữa nào mà không dính là bữa đó là lỗ tiền xăng luôn. Xương xuống cả nhà. Cắn giãn là so hết. Hai bên anh này. Còn cả ký á. Ừ, con bự hơn mấy con kia. Rồi cho cả nhà xem cái rồi cái kế tiếp chia sẻ cho cả nhà xem anh này. Cái này ta đi đổ mũ á cả nhà. Còn cả ký còn đi đổ mũ lắm. Còn cả ký á. Theo em đoán chắc hơn ký. Thôi nó không giữ. Em đoán hơn ký. Rồi, để bỏ vô cái kế tiếp chia sẻ cho cả nhà xem. Các bạn này lại bị móc chuối nha cô chú anh chị. Móc chuối chứ nó bươi đất. Lại bỗng lại rút đi giờ lại đặt lại đại luôn. Sập rồi cô chú anh chị em, những con gì quan trọng à. Con gì giống lỏng gì trời. Tròn sóc của chú anh chị ơi. Sóc. Sóc đất. Sóc đất không đồ. Lại bắt ra cái tiếp là quay chia sẻ của chú anh chị xem. Tô ông người vẽ của chú anh chị. Nó trong đống lúc nhúc rồi của chú anh chị. Trong đổ rồi. Cậy đi.
Cái bãi này im lắm mà kỳ, gọi ra thăm không dính. Kỳ này không biết sao đây. Trả đường nó không dính nữa đi. Trời ơi, không dính luôn cô chú anh chị ơi. Kỳ vậy. Chuối còn nguyên. Chuối này cũng hơi cũ rồi. Kệ, để cử nữa cô chú anh chị ơi. Ngồi kỳ vậy ta. Hết biết chỗ này đã. Hôm nay lại có đặt cái nữa cô chú anh chị. Ở xa để sập giống như vậy. Chúng lỏng rồi. Trời ơi, dưới con chuột, con nội ơi, làm hết hồn chí à. Hết biết mà. Đi lai gài lại, kế tiếp đâu qua chia sẻ của chú anh chị xem. Làm hết hồn chí của chú anh chị. Cái này hồi gọi sập vô cớ này của chú anh chị. Lai gài trồng cỏ này nè. Cái bữa nay sao đây? Hy vọng sập nữa không? Sập nữa cô chú anh chị ơi. Đừng nó sập à. Vô cớ cái nữa lại luôn á. Dạ, nó cỡ. Con gì giống lỏng vậy trời. Thôi rồi, sập dính chuột cô chú anh chị ơi. Hết biết mà. Cũng nhâm nữa. Để lại gài lại cái clip đây quay chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này họ gọi dính trộn rồi của chú anh chị. Sập nữa của chú anh chị ơi. Mà biết dính còn gì đây. Sông đất nó kêu quá trời luôn. Cháu gài. Ngoài lại chung là bị. Con gì chống lỏng của chú anh chị. Dính chuột qua qua dính chuột đây nè cô chú chị. Bây giờ qua đây dính chuột coi. Trời trời dính gì giống lẫn nữa trời. Bán sạch dính cái ghê thiệt. Trời dính con gì. Con gì đây. Thừa chuột nữa. Biết mà. Suối thì nó đổ xuống rồi cô chú anh chị. Rồi coi dấu cá mèo đi nè. Thấy ghê chưa? Cái này dấu cá mèo không nè. Con này khủng á. Này mấy con cá bầy lận. Cái này thuộc gì là cá bầy lận chứ không phải là mấy con không. Quá trời đi nhẩm hết trơn luôn. Trời đất ơi. Hết biết mà. Có dấu chó luôn. Không phải dấu cá mèo không. Có dấu chó một hai dấu. Cái này rõ ràng là dấu cá mèo à. Nguyên cái gừng tre mà suối. Bể thiệt. Thôi đã coi. Hết biết rồi. Chua sổ quá.
con chuột cũng nằm lên hết hồn phía của chú anh chị. Nó nằm vô ống này trời. Hết biết mà. Cái nãy cả nhà cô chú anh chị lại không có chia sẻ được mà cũng không có dính luôn. Cái này là cái cuối cùng. Cái này hồi rồi dính chuột. Con gì quậy banh cái bẫy lại. Mà không thấy. Trời ơi, còn nguyên của chú anh chị ơi. Giống nó cắn cây tới giờ rồi nè, vui chú vậy. Cắn nát một chùm. Còn chuối luôn. Lại gào lại. Gào bị chích luôn. Lai vào phu nhân thăm bảy chồng đã xong rồi cô chú anh chị. Thì bữa nay á, thành quả thì chỉ dính được một em chồn. Em chồn là có clip cho cả nhà xem là vui vậy. Lai đến bữa nay thắt cô chú anh chị mà cũng vớt được em. Mà em cũng khủng à, chứ không phải chuyện chơi, em là trên ký cô chú anh chị. Lai đón 1 ký á. Không biết có cái cần cho cô chú anh chị xem luôn đi em. Thấy ghét không anh? Có đem cần không? Có đem cần. Thì chuột của Lai á là cỡ khoảng 3 ký cô chú anh chị, 3 ký chuột. Dưới là hai em sóc mà có 1 con á. Thì Lai không có quay chia sẻ của chú anh chị. Bởi vì chỗ đó dính nhạt Lai quay không được. Mới cân là không không. Em này 1 ký khỏe cô chú anh chị. Em cũng thấy bự bự á. Chơi đâu à. Ê 1 ký tư luôn cô chú anh chị. Gần ký gửi luôn. Gần 1 ký gửi trồn cô chú anh chị. 1 ký tư 45 đó. Thì Lai trừ cho 2 lạng gửi luôn đi. Cũng còn được ký 2 cô chú anh chị. Em thấy cưng cô chú anh chị. Chồng trắng. Cỡ 1 ký 2 trồn. Với hai chồng với là được hai em sóc với ba ký chuột đây, hai em sóc đây là cô chú anh chị. Lai đâu đó rõ ràng lắm cô chú anh chị, nhưng mà Lai không có quay chia sẻ được mà một em của chú anh chị bị dính nhạt á. Bên đây còn là 2 con, thấy vậy là Lai thầm lặng Lai bỏ vô luôn. Thông cảm cho Lai của chú anh chị, miễn Lai quay cho đó là Lai bị dính nhạt liền. Vi phạm á. Cuối clip là Lai vào khu nhân xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai và phu nhân như hẹn cái nhà clip tiếp theo. Lai và phu nhân xin mến chào tạm biệt cái nhà, chào cái nhà các em ơi.